Để gắn cái bông hoa sen lên như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị cái vòng tròn, kẽm vòng tròn á, cái này mình có thể mua sẵn ở trên Shopee nó cũng có nha. Thì mình sẽ cột thêm cái thanh ngang để cho nó chắc chắn á, tại vì mình thấy để trên một cái vòng tròn không thì mình thấy nó không chắc chắn chút nào hết á. Nên mình để thêm thanh ngang và mình để cái bông hoa lên trên, và cái lá thì mình sẽ để ở dưới. Mọi người có thể dán keo nến hoặc là keo để gắn lên nhá, nhưng mình á thì cái gì cũng vậy, mình sẽ khâu khâu cho nó chắc chắn luôn. Đó, thì mình sẽ dùng cái len màu xanh của cái lá, mình sẽ khâu khâu vơ với bông hoa luôn nha. Mình sẽ khâu lên cái tầng cánh cuối cùng á, nhưng mà mình sẽ khâu sát vào trong, như vậy thì nó sẽ không có bị lộ cái sợi len màu xanh ra. Mình khâu cẩn thận tỉ mỉ, mình khâu vô á thì mình sẽ yên tâm là mình không có lo nó sẽ bị bung ra hay là nó bị làm sao hết. Nói chung là mình thích quay ghi thích chỉnh làm sao thì chỉnh, nó cũng không bị ảnh hưởng gì hết á. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ gắn cái bông hoa điểm vô này. Đó. Nhưng mà đầu tiên là phải quấn cái gọng kẽm nữa nha. Mọi người nên quấn trước khi mà mình gắn bông hoa sen nhé, tại mình quên ấy nên mình gắn sau, nên khi mình quấn vô nó sẽ khó hơn một chút xíu, nên mọi người sẽ gắn trước nhé. Mọi người gắn và quấn cái gọng kẽm tròn trước nhé. Đấy, bây giờ mình quấn thì mình cứ cột một đầu và mình xoay thôi, mình cứ quấn như vậy cho đến hết thôi. Khi nào hết cái vòng tròn này là xong, nhưng mà nó là vòng tròn đấy nên quấn sẽ hơi khó hơn là khi mà mình quấn một cái cây thẳng ấy. Không biết bạn nào có cách nào nhanh hơn thì chỉ mình với nhé. Còn cái nhụy hoa mình dán vô để mình có thể thay thế bằng ngọn đèn á. Còn bây giờ là mình sẽ gắn cái bông hoa điểm này vô này, mình cũng quấn lên thôi, quấn cho đến hết là được. Mấy cái bông hoa dùng để trang trí này á thì hầu như là mình ở trong nhà có cái bông hoa gì á thì mình mang ra mình trang trí thôi, nên là mình sẵn tiện có cái cành hoa linh lan này, mình mang ra mình quấn lên trên cái này, mình thấy nó cũng hợp ấy. Mọi người có thể vô kênh của mình để xem nhé, mình có hướng dẫn móc cái bông hoa linh lan này rồi ấy. Cái hoa trang trí trên cái vòng tròn ấy thì mình chọn những cái bông hoa nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhìn như vậy nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Và đây là mình đã hoàn thành rồi này, đây mình sẽ chỉnh lại một chút xíu, rồi mình sẽ gắn thêm một ít lá nhá để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Nhìn cái cành hoa linh lan nó sẽ đỡ bị trống, chỉ có mình hoa không thì nó sẽ không có đẹp, nên mình gắn thêm ít lá và mình sẽ dán keo lại để cho nó chắc chắn luôn. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy cái bên kia nó chưa có cái gì hết, nhìn nó cũng trống, nên mình quyết định là lấy mấy cái bông hoa bồ công anh ấy, mình móc mình làm cũng lâu lắm rồi ấy, mình để ở trong tủ ấy, trong tủ kính đồng hoàng nha, nên nó rất là sạch sẽ. Và mình cũng lấy len mình quấn nó vô thôi và mình chỉnh sao cho nó đẹp là được. Và đây là thành quả của mình sau khi đã quấn và trang trí xong. Gỡ cái nhụy hoa ra thì mình có thể thay bằng cái ngọn đèn nhìn cũng rất là đẹp này, còn không thì mình bỏ ngọn đèn ra, mình quấn bằng cái dây đèn led ấy, mình quấn từ bông hoa mình quấn hết cái vòng tròn luôn, đi ra ngoài là đảm bảo lung linh luôn. Hoặc mà mọi người trang trí trong nhà ấy rất là đẹp luôn đấy, nhìn rất là dễ thương. Mọi người có thể thử làm nhé, trên kênh của mình đã hướng dẫn hết rồi ấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bấm like và subscribe kênh của mình để xem được nhiều video mới nhất nhé.